quý vị và các bạn thân mến, phong tục người Việt Nam của chúng ta rất là đa dạng. Chẳng hạn như là những ngày Tết lễ lộc hay là cúng dỗ chạp ông bà cha mẹ, thì trên bàn thờ hay là mâm cơm trong gia đình thì chúng ta không thể nào thiếu món gà, phải không ạ? Một con gà được làm sạch, được chéo cánh, chéo chân và tạo một cái hình dáng thật là đẹp để mà luộc, để mà cúng trên mâm cơm trong gia đình chúng ta. Ngoài ra thì thịt gà còn làm rất là nhiều loại thức ăn khác nhau, như là gà hấp, rồi gà roti, rồi nói chung là rất là nhiều món mà chúng ta có thể làm. Thậm chí là chúng ta chỉ cần luộc chấm muối tiêu ăn thôi cũng rất là ngon. Và hôm nay thì ngày thứ sáu cuối tuần, Xứ Sống Mới có đón tiếp một vị khán giả từ An Giang, và chị cũng rất là mê chung một ẩm thực. Và hôm nay chị đến đây để giới thiệu món ăn của quê hương mình cho khán giả Xứ Sống Mới cùng biết nhé. Xin mời. Xin chào chị Lan. Chào Trung Dũng. Dạ, chị nói Dũng là chị từ An Giang lên đây, và chị đi đường có mệt không ạ? Cũng mệt lắm chị. Nhưng mà lên tới đây thì khi mà bước vào bếp thì hết mệt đúng không chị? Dạ. Dạ. Hôm nay thì chị đến chương trình Xứ Sống Mới, chị sẽ giới thiệu món gà của quê hương chị. Mà món gà tên gì chị? Chị từ An Giang đến đây, hôm nay chị muốn chia sẻ với Dũng là món gà nó hấp rượu. Gà hấp rượu hả chị? Mà rượu này là rượu như thế nào? Rượu nếp hay rượu nếp hoặc rượu gạo cũng được Dũng. Dạ, dạ. Và bây giờ thì xin mời chị chúng ta cùng giới thiệu sơ về cái nguyên liệu để chúng ta nấu cái món gà hấp rượu hả chị hả? Nguyên liệu gồm có một con gà ta. Dạ, một con gà ta. Dạ. Khoảng 1,5 kg được làm sạch và để cho khô ráo. Dạ. Và Dũng thấy là chị chéo cánh chéo chân rồi rất là đẹp. Dạ. Phải làm cho nó có vẻ có hình dáng nha. Hình dáng cho đẹp chứ. Dạ. À, tiếp theo là những tiếp theo là 200 ml rượu gạo hoặc rượu nếp. Dạ. Và dầu ăn, muối, tiêu, đường và hạt nêm. Hạt nêm từ thịt. Dạ. Và hạt nêm từ thịt, và nước tương và tỏi băm. Dạ, nước tương và tỏi băm. Ừ. Nói chung là nguyên liệu thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần có nước tương, tỏi băm và rượu thôi. Còn mấy cái kia thì chúng ta đã có sẵn ở nhà rồi. Dạ. Và bây giờ thì xin mời chị làm cái nước để mà chúng ta có thể ướp gà. Dạ. Sau đây mình ướp gà. Dạ. Mình pha nước ướp. Trước tiên thì chúng ta sẽ dùng bao nhiêu muỗng nước tương hả chị? Dạ, 2 muỗng nước tương. 2 muỗng nước tương. Dạ. Dạ, 2 muỗng tỏi, 3 tỏi băm. 2 muỗng tỏi băm. Tại thực ra thì làm món gà hấp này thì dùng tỏi nhiều thì tỏi nó sẽ thơm hết chị hả? Nó sẽ mất mùi tanh của gà. Mất mùi tanh của gà. Dạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cho đường. Dạ, 1 muỗng... 2 muỗng đường. 2 muỗng cà phê đường. 2 muỗng cà phê đường. Và hình như là chị làm đúng theo cái phong cách miền Tây luôn. Người miền Tây thì thích ăn ngọt đúng không vậy? Dạ, nửa muỗng muối. Nửa muỗng muối. Tiếp theo là hạt nêm từ thịt. Dạ, 2 muỗng cà phê hạt nêm từ thịt. À, để cho món ăn. Dạ, 2 muỗng. Và tiếp theo là... 1 muỗng cà phê tiêu. 1 muỗng cà phê tiêu. Chúng ta sẽ hòa lẫn. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ làm cái gì chị Lan? Dạ, ướp gà. Ướp chúng ta sẽ ướp gà. Rồi, phải nhớ là phải thoa đều cả trong lẫn ngoài. Rồi, xin mời chị. Dạ. Dạ. Chị dùng tay luôn đúng không? Dạ, xin tay. Mời chị. Gà ta thì thường xuyên ăn thì thịt sẽ dai và ngon hơn gà nuôi công nghiệp. Dạ, và Dũng được biết là gà ta thì cái chất dinh dưỡng nó sẽ cung cấp nhiều khoáng chất hơn là gà công nghiệp. Dạ. Và Dũng được biết là ở An Giang nữa, gà thì người ta nuôi thả rất là nhiều và thậm chí là nó chạy trên núi đúng không chị? Dạ, gà thả vườn ở An Giang thì gà thả vườn thường xuyên hoạt động, thành thử ra lúc nào nó cũng phải thịt ăn sẽ chắc hơn là gà nuôi công nghiệp. Chắc hơn là, rồi. Dạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ để trong khoảng thời gian bao lâu hả chị Lan? Dạ, khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ cho gà thấm gia vị. Dạ, sau 1 giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào cái khâu mà coi như là hấp rượu. Dạ. Dạ. Vâng. Dạ, bây giờ tiếp theo thì Dũng sẽ nổi lửa lên nha chị Lan ha. Dạ, để cái nguyên con gà vào nồi. Dạ. Để trực tiếp con gà vào nồi luôn hả chị? Dạ, để nguyên con vào nồi luôn. Bây giờ cho con gà vào luôn. Dạ. Chúng ta sẽ cho hết tất cả những nguyên liệu vào nồi luôn. Nguyên liệu vào nồi. Rồi nổi lửa lên. Để lửa nhỏ nhỏ thôi. Dạ, để lửa nhỏ nhỏ nếu mà không thì nó sẽ bị khét đúng không chị? Dạ, dạ. Dạ. Dũng thấy. Ai. Chưa Dũng đi. Dạ. Và thực ra thì với món gà này thì Dũng thấy người ta có thể làm rất là nhiều món ăn để mà chế biến, nhưng mà Dũng còn được biết là gà có thể hấp bia. Hấp bia cũng rất là ngon, nhưng mà hôm nay thì món hấp rượu thì cũng hơi độc đáo, mà Dũng để xem một lát như thế nào nhé chị Lan ha. Dạ. Dạ. Tại vì ở nhà ở miền quê Nam Bộ thì nhà nào cũng có gà thả vườn với lại rượu sẵn trong nhà đó Dũng. Rượu nếp hả chị? Dạ. Và rượu nếp thì Dũng được biết đây là một loại rượu được coi như là được ủ men từ gạo và rất là ngon. Và đây là một cái loại rượu mà giúp cho tiêu hóa rất là dễ và có vitamin B nữa, đặc biệt là B1 sẽ giúp cho cơ thể chúng ta bồi bổ thêm. Dạ. Cũng rất là tốt. Một bữa ăn thì thường thường là Dũng thấy các bác lớn tuổi thường hay uống một ly như thế này. Dạ. Dạ. Và trong thời gian này thì chúng ta sẽ làm gì hả chị? Đợi cho gà thấm gia vị xong thì ta sẽ để nguyên con vào nồi như thế này. Dạ. Xong
hé nắp nồi, cho vào đó thêm 200ml rượu. Dạ. Chúng ta sẽ cho trực tiếp rượu vào trong cái nồi luôn. Cái nồi luôn. Ừ. Tại vì luôn. Nó là đơn giản, nó không cần thiết là phải phức tạp lắm. À, nói chung là đơn giản thôi. Dạ. Rồi, xin mời chị. Rồi. Rồi, chúng đẩy nắp kính lại. Đẩy nắp kính lại và chúng ta sẽ hầm trong bao lâu hả chị? Vẫn cứ để lửa riu riu như thế. Dạ. Chúng ta sẽ hầm khoảng 20 phút. 20 phút. Rồi, nói chung là để rút ngắn thời gian thì chị Lan đã chuẩn bị sẵn cho Dũng một con gà và chị đã hấp sẵn ở bên đây đúng không nào? Dạ. Và bây giờ thì nó chín chưa chị Lan? Nó đã chín mềm đó. Sau 20 phút nấu nó đã chín mềm rồi Dũng. Dũng mở nắp ra chứ chị. Dạ. Thì trước khi mình ăn mình sẽ rưới thêm vào đó 2 muỗng canh dầu ăn. Tại sao vậy chị? Tại sao phải rưới dầu vô? Tại vì nếu mình rưới gì thì khi đem ra da con gà sẽ căng bóng. Căng bóng đúng không chị? Tạo cái cảm giác rất là thích ăn. Dạ. Đây là một cái bí quyết cũng rất là tốt. Rồi, giống như là cái mùi nó bay lên thì không thể nào mà chịu đựng nổi nữa chị Lan à. Dạ. Bây giờ thì chúng ta vậy sẽ mang ra là gì ạ? Dạ. Dũng tắt lửa rồi. Dạ. Khi ăn xuống chúng ta sẽ đem nguyên con gà ra như thế này Dũng. Dạ. Gà đã chín mềm đó Dũng. Và cái nước ở trong này thì chúng ta sẽ sử dụng bằng cách là chúng ta sẽ bỏ ra chén đúng không chị? Dạ, dùng để chấm bánh mì luôn chứ. Dạ. Chúng ta sẽ dùng chén để mà chúng ta chấm bánh mì. Này, để Dũng làm chị. Ừ. Và chúng ta sẽ bỏ ra chén như thế này. Rồi. Coi như là xong. Dạ. Món này thì món chúng ta này sẽ sử dụng với nước tương hoặc muối tiêu chanh. Dạ. Rồi ăn luôn cái bánh mì nữa nếu mình muốn ăn no. Nếu mà món này thì chúng ta muốn ăn no và trong những buổi tiệc thì chúng ta kèm theo bánh mì. Và bây giờ thì Dũng xin phép Dũng thử một tiếng nha chị Lan. Dạ, mời Dũng dùng thử. Tuyệt vời. Không cần chế biến thì gà luộc không cũng đã ngon rồi, huống chi mà hấp rượu như thế này và hương thơm thì Phật nói là tuyệt vời, mà mang một cái hương vị đồng nội rặt miền Tây đúng không chị? Dạ, dạ đúng rồi Dũng. Dạ, cái món này chị biết làm từ khi nào chị Lan? Tại vì ngày xưa chị cũng thường đi nấu đám tiệc đó.